Tối qua, 31 tháng 12 năm 2023, tại các địa phương trong tỉnh, không khí đón năm mới 2024 tưng bừng rộn rã với hàng loạt các chương trình sự kiện được tổ chức. Chào đón năm mới 2024, biển người đã đổ về sân quần thị xã Sa Pa để tham dự bữa tiệc âm nhạc, chờ đợi thời gian đếm ngược chuyển giao giữa năm 2023, năm 2024 và thưởng thức màn bắn pháo hoa mãn nhãn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghệ thuật làm trang phục dân tộc Mông Đen thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tại thành phố Lào Cai, trên quảng trường phố đi bộ, phường Cốc Lếu cũng đã diễn ra chương trình văn nghệ chào năm mới 2024 giữa thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Với nhiều tiết mục ấn tượng kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại với giữ gìn bản sắc văn hóa của hai nước. Đêm nghệ thuật chào năm mới 2024 kết thúc bằng màn bắn pháo bông rực rỡ, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, đón chào năm mới 2024 với nhiều niềm vui và thành công mới.